Ngày 28 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc thành lập đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm và tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty May Việt Mỹ, siêu thị Tứ Sơn và xí nghiệp môi trường đô thị thành phố Châu Đốc nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thành Nam ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm và động viên công nhân lao động vượt qua khó khăn và chúc các anh chị em, đoàn viên, công nhân lao động đón Tết Nguyên đán năm 2022 đầm ấm, vui tươi, an toàn và đặc biệt tuân thủ các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.